Độ ok em ơi. Đây em ơi. Nói chung là lần đầu tiên Khải chuyển lại đường môn thì sau vài ngày cũng như là vài server Khải không được ý. Khải không được ý lắm. Thì ở lần này thì sau khi chuyển với đường môn á thì Khải mới phát hiện được là cái bảo vũ lơ ho của ad đường môn này á, hoặc là của server này luôn. Thường thường như em chơi những server khác thì ít nhất phạm vi hiệu quả của nó là 512, mà ở lần này thì server này chỉ còn 480 thôi. Nó mất đi một đoạn khoảng khoảng cách để có thể kết thúc đối phương này mà. Nói chung là nó mất đi cái tầm đánh á. Nên là giờ á thì nhiều anh em tại hỏi tại sao Khải khuyến thích nhau lên Khải đánh giống như Thiếu Lâm. Khải cũng đi tường này nọ nhưng mà phải nhích nhẹ lên thì nó mới sấy nè. Còn đứng cái xa phạm vi 480 quá là nó không có đánh. Nó chỉ đứng yên một chỗ nó không chịu đánh nữa nè. Nó không chịu đánh. Đó. Rồi ok anh em ơi. Nà, vừa rồi thì nó bị vấn đề 512 cùng 480 này. Đây được Khải cho anh em xem đồ. Đây, dù đâu là đến đồ thì hôm nay được top 7 này. Trên cái dòng top này thì Khải top 7 thôi. Đó, đường môn của mình Khải nha nè. Còn lại là Cô Long Đao, Thiên Nhẫn, Nghe My, Cái Bang, đường môn, Cái Bang, TN Gia Phúc, hình như là Cái Bang. Nhầm nhớ TN Gia Phúc của Cái Bang hay sao? Ủa, nhớ anh có một Thiếu Lâm Đao mà ta. Rồi là cái này là Thiên Nhẫn. Rồi đây, đồ đã anh em ơi. Cái nỏ này thì 3 cấp chống phái kèm với 2 cấp kỹ năng. Thì Khải đặt móc 2 số 1 trong tống kia nha nè. Đó là 35 chống phái. Và làm trong phái. Rồi Khải vừa rồi Khải anh được nghiêng sói là được một cấp kỹ năng nữa này. Đó. Rồi áo thì áo phục hồi 47 đặng móc và phòng thủ 2. Nón tím sâu dòng. Bao tay tím sâu dòng. Đai lưng tím sâu dòng và đôi giày thì chón kháng hỏa. Với hiệu ứng này thì Khải chỉ có 120 chậm và 40 chón thôi nè. Chón khá là thấp. Rồi sẽ đang 3. Chón khá là thấp nên là giao tranh hơi bị đơ với lại con lôn xét nó dạo đang nó chém chết lúc nào không hay luôn nè. Hay là con lôn đao. Đó. Lúc nào không hay luôn. Đây. Ở ngoài là BK là đạn 158 này nè. Đó nè em thấy không? Ở ngoài này. Chúng ta đang ở ngoài này là đạn 158 này. Còn ở trong thì Khải cắn lách 100 tóc vô nữa, một cái phi tóc một lần bài thì được 261, đạn móc 261. Mắt nhất của đường môn nha nè. Đó, ok chưa? Nói chung là hôm nay là cũng cố gắng hết sức rồi nè. Lần đầu tiên quay là đường môn mà đánh cảm giác này cũng hơi đuối. Nhưng mà hơn là không nằm vào cái top tử vong này mà. À đâu. Mình cũng được liên chạm 26 ấy chứ giỡn nè anh em, anh thấy không? Mình là tử vong 28. Cũng có nhiều người chết 28 này, 45 này, 43 này. Rồi 31, 47. Trong tính ra mình cũng gạn ít chết anh em, ít chết anh em. Đúng rồi. Tầm này đi đánh boss khá là ngon, còn tấm kim nó giải chế cho anh em xem cũng được. Rồi ok anh em ơi, cảm ơn em đã theo dõi video này, đừng quên đỡ lại cho video Khải chuyển đường môn này một like chia sẻ cho anh em ơi. Đó, lần đầu tiên chuyển đường môn mà đánh này cũng ok rồi anh em ơi. Nhớ đỡ lại cho Khải một like chia sẻ cho nha.